Giá heo hơi hôm nay ngày 26 tháng 5 tăng giải rác trên toàn quốc, cao nhất là 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 26 tháng 5 tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg ở các tỉnh thành trên cả nước. Ngành nông nghiệp Lạng Sơn chú trọng đến khâu lựa chọn giống, thức ăn chăn nuôi để duy trì chất lượng đầu ra của sản phẩm. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc quay đầu tăng trở lại. Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay tăng nhẹ ở một số địa phương trong khu vực. Cụ thể, Hưng Yên, thành phố Hà Nội và Thái Nguyên tăng 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg, đưa giá heo hơi lên mốc 58.000 đồng mỗi kg. Các tỉnh còn lại không ghi nhận biến động mới. Một loạt tỉnh thành thu mua chung mốc 56.000 đồng mỗi kg, gồm Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 56.000 đến 58.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Tiên Bái là 56.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 56.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 58.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 58.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 56.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 56.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 58.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 56.000 đồng mỗi kg tuyên quang là 56.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định. Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên có chiều hướng ít biến động trong hôm nay. Cùng thu mua chung mức 55.000 đồng mỗi kg gồm có Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Đà Lạt đi ngang so với hôm qua. Trong khi đó, Ninh Thuận tăng 1.000 đồng mỗi kg lên mốc 56.000 đồng mỗi kg cùng với Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa và Bình Thuận. Tương tự, sau khi tăng 2.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng đang giao dịch tại mức 57.000 đồng mỗi kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 56.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 56.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 56.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 56.000 đồng mỗi kg. Thừa Thiên Huế là 54.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 55.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 55.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 55.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 56.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 57.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắk là 55.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 56.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 56.000 đồng mỗi kg. Thời gian qua mặc dù dịch bệnh tả heo châu Phi khiến tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh giảm nhưng đối với hợp tác xã đến thời điểm này vẫn luôn duy trì nuôi hơn 1.500 con heo nái và heo thương phẩm, theo báo Nông nghiệp Việt Nam. Các công ty cung ứng trong quá trình cung cấp giống, thức ăn còn tổ chức tư vấn về kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăn nuôi đến bao tiêu sản phẩm. Vì vậy, hợp tác xã không phải lo về dịch bệnh, về đầu ra cho sản phẩm. Các công ty sẽ đầu tư con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và kỹ thuật nuôi, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trang trại chăn nuôi sẽ giảm tối đa những rủi ro, giúp nông dân có thu nhập ổn định và yên tâm về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng mạnh. Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg trong hôm nay. Sau khi tăng lần lượt 2.000 đồng mỗi kg và 3.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu và Đồng Tháp đang giao dịch chung mốc 60.000 đồng mỗi kg. Thương lái 6 tỉnh thành gồm Vĩnh Long, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh và Vũng Tàu điều chỉnh tăng 2.000 đồng mỗi kg lên mức 57.000 đồng mỗi kg. Cần Thơ và Sóc Trăng lần lượt thu mua heo hơi với giá 56.000 đồng mỗi kg và 58.000 đồng mỗi kg, tăng 1.000 đồng mỗi kg so với hôm qua. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giao động trong khoảng 56.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 57.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 57.000 đồng mỗi kg. Thành phố Hồ Chí Minh là 57.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 57.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 57.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 57.000 đồng mỗi kg, Long An là 56.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 60.000 đồng mỗi kg, An Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 57.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 56.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 57.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 58.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 56.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 57.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 57.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 58.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng giải rác trong khoảng 1.000 đến 3.000 đồng mỗi kg tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 54.000 đến 60.000 đồng mỗi kg.